áp cổ thạch siết vào trong ngục tối để rạng sáng mai ta đưa Thiết Kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. À khắc Thiết Kiều, nếu em không về thì tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh khiết nhất. Cổ thạch siết. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê rồi. Nhưng họ là ai? Tại sao lại khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ, nhưng tại sao em lại khóc? Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao lại khóc? À các chú xa, anh làm sao vậy? Là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không
không bao giờ có tôi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã buồn đắp